tâm sự với ảnh, cái anh mới nói thôi hay hay giờ em xuống ở với anh luôn đi, anh thuê nhà ở ngoài nên là anh có chỗ ở, hay thôi giờ em xuống ở với anh luôn đi. Lúc đó là mới yêu nhau được có một tháng thôi. Trong một cái lúc là tiệc tùng thì hôm đấy Uyên cũng tham gia, cũng đang nhảy nhót, thì đột nhiên có một cái gì đó bay qua từ bên này sang bên kia phòng và đập vào tường vỡ tan. Thế tất cả mọi người đang hoảng, thì em quay sang nhìn Uyên, em thấy đầu Uyên đang chảy máu dòng như này. Cái tối tối mà phải đi ngủ một mình á, anh gọi điện FaceTime cho em xong anh khóc. Cái gì? Anh khóc, anh chưa? Không nhớ. Em bắt đầu trước, em tên là Triệu Quân. Dạ, hiện tại thì em đang là co-founder và CEO của một công ty startup. Startup về gì Quân hả? Về trong lĩnh vực skincare. À, skincare. Dưỡng da. Oh, em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 97, năm nay em 27 tuổi. Bằng quá trẻ, đó. Trẻ mà giỏi quá. Dạ. Rồi mời vợ của Quân à. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Sabrina Uyên Lưu, năm nay em 26 tuổi, em sinh năm 98. Hiện tại em đang làm công việc là sáng tạo nội dung ạ. Sáng tạo nội dung. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ, hai tụi em mới đám cưới hồi cuối tháng 2 năm nay. Dạ, cũng son mà son, ơi là son á. Giống như son mới mua á chị. Ừ, giống như son mới mua luôn á chị. Hình như là hai vợ chồng có một cái lễ cưới rất là ấn tượng, được tổ chức ở ở trên máy bay, trên trực thăng hay là trên du thuyền. Du thuyền. Du thuyền. Đúng không? Dạ. Các em chia sẻ chút xíu về cái lễ cưới của em đi. Dạ, lễ cưới được tổ chức ở trên du thuyền ở trên vịnh Hạ Long. Cũng nhiều người hỏi là bọn em có quê ở Hạ Long hay không, nhưng mà không có liên quan gì đến Hạ Long hết. Mà lý do là bởi vì bọn em có bạn bè nước ngoài tới tham dự và bọn em muốn chọn một cái địa điểm ở Việt Nam có ý nghĩa về mặt du lịch và văn hóa, nên là chọn vịnh Hạ Long. Bạn bè tụi em là bạn bè nước ngoài ấy, chiếm bao nhiêu phần trăm cái số lượng khách mời? Dạ chắc khoảng 50%. Dạ, tại trước đây là hai đứa tụi em là đi học đi làm ở Mỹ nên là có nhiều bạn là bay từ Mỹ về, hoặc là bạn bè Việt Nam thì cũng đi du học và ở lại làm việc ở nước ngoài nhiều á anh chị. Nên là các bạn 50%. Cũng... Dạ. Bây giờ là các em là sinh sống là chỉ ở Việt Nam thôi. Dạ. Bay bay đi đi về về. Dạ tụi em hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn. Dạ. Dạ. Là hai đứa mới về nước đây đúng không? Dạ. Tụi em về được khoảng 1 năm rưỡi. Dạ, 1 năm rưỡi. Bây giờ chia sẻ cho anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng lại gặp nhau nè, rồi gặp ở Việt Nam hay gặp ở nước ngoài? Tụi em gặp nhau vào tháng 8 năm 2019. Hôm đó là có một cái sự kiện networking cho tất cả những người Việt ở Mỹ, du học sinh và đang đi làm tại Mỹ tới để làm quen, gặp gỡ nhau và học hỏi thêm. Xảy ra từ bang nào? Xảy ra ở Boston, là nơi Uyên sinh sống. Như vậy là bạn này phải bay qua. Dạ, đúng rồi. Bữa hôm đó khi mà em tới thì em nhìn thấy Uyên từ đằng xa. Xa lắm, nên là không xa không nói chuyện được. Nhìn từ rất xa và em để ý thấy Uyên rất là xinh và em rất là ấn tượng với nụ cười của Uyên. Xong rồi lúc đấy em cũng ngại lắm, em cũng chưa dám bắt chuyện, nhưng mà em cũng hỏi han xung quanh, có một số anh chị cũng quen biết Uyên, thế mới phát hiện ra là lúc đấy Uyên đã có người yêu rồi. Sau khi nghe có người yêu rồi là mình có tự rút lui không hay là vẫn tìm đến? Cuối cùng thì em chỉ có add Facebook và để đó, và tụi em không nói chuyện với nhau trong vòng mấy tháng tiếp theo. Trong đám đông rất nhiều người thì có ấn tượng gì với chàng trai này không? Ảnh nổi bật lắm, tại vì ảnh rất là cao mà ảnh rất là trắng, cho nên là nhìn là em thấy liền, em tưởng ảnh Việt kiều không à, tại phong cách ăn mặc nữa anh chị, thì em thấy ảnh cũng đẹp trai. Nhưng mà lúc đó tại vì mình có người yêu nên là em cũng không có nói chuyện. Đến khi nào thì hai đứa mới có cơ hội để mà trò chuyện với nhau rồi tìm hiểu nhau? Dạ, đó khoảng cỡ nửa năm sau thì là cái đó là mùa đông, tụi em được nghỉ ở bên Mỹ cho nên là cả hai đứa đều về Việt Nam thăm gia đình. Thì em mới có dịp là đi ra Hà Nội du lịch chơi với bạn. Cái em mới đăng cái story lên trên mạng thì cái anh này ảnh thấy là em tới Hà Nội là giống như quê hương của ảnh. Cái ảnh mới nhắn tin kêu là em tới Hà Nội chơi hả, có cần tourist guide không? Dạ đúng rồi, để anh dẫn đi giới thiệu này nọ. Thì lúc này là em là độc thân rồi, cho nên là em thấy cũng được, cơ hội đã đến rồi. Tại sao mình lại không nắm bắt nhỉ? Thế là em mới quyết định là rủ Uyên đi chơi thử. Cái buổi đầu tiên gặp nhau đó là đi chơi tới 2 giờ sáng luôn. Giống như là đi chơi xong rồi ngồi bờ hồ tâm sự, không biết tâm sự chuyện gì mà tới 2 giờ sáng luôn. Trước khi gặp lại Quân thì em hình dung cái người đàn ông này như thế nào? Dạ, nhìn hình ảnh của ảnh trên mạng ăn chơi lắm. Giống như là ảnh toàn mấy cái hình đi chơi xong rồi, nói chung nhìn ăn chơi lắm. Đi club đó hả? Dạ, giống vậy á, đi party ở Mỹ á. Đó. Bad boy đó. Dạ, bad boy. Lúc gặp lại thì em rất là bất ngờ, tại vì ảnh nói chuyện rất là lịch thiệp.
lịch sự, nhẹ nhàng, không có gì là kỳ cục hết. Không có là không có sắc mà cũng không có phải là mất cân đời, không có lạnh lùng. Sau cái bữa hôm đó là tụi em sẽ bay về Mỹ luôn, em bay về Mỹ đi học lại. Thì ở Mỹ thì tụi em ở rất là xa nhau, cho nên giống như là cái đêm đó là lưu luyến vậy đó, nên tụi em mới là ráng là đi chơi cả đêm. Bay chơi trong sáng thôi. Qua Mỹ luôn. Dạ, Hà Nội về Sài Gòn cái là qua ngày hôm sau em về luôn. Tụi em cũng nghĩ là thôi kệ, giờ tới đâu tính tới đó, cũng không có biết sao hết. Thì tụi em nhắn tin một thời gian tiếp khoảng cỡ một tháng. Sau đó thì tụi em có dịp gặp lại nhau. Trong cái lần gặp lại nhau này thì là tụi em quyết định là tiến tới chính thức yêu nhau. Đó là anh ở đâu? Dạ, giống như là em xuống trường của ảnh chơi, thăm trường của ảnh. Cái đợt đó là bắt đầu đến cái dịch Covid. Dạ. Vậy thì hai đứa có những cái khó khăn gì về từ Covid không? Dạ, thì tụi em bắt đầu yêu nhau là được cỡ một tháng là Covid. Thì trong một tháng đó là vẫn yêu xa, vẫn nhắn tin. Xong rồi tự nhiên Covid, cái là trường em mới bắt là tất cả học sinh phải dọn ra khỏi ký túc xá. Tại vì giống như ở đông một chỗ thì nó sẽ lây, nên là bắt dọn ra hết. Thì nhưng mà em không có người thân, em không có ai ở Mỹ hết, em không có chỗ ở. Cái tâm sự với ảnh, cái ảnh mới nói thôi hay giờ em xuống ở với anh luôn đi, anh thuê nhà ở ngoài nên là anh có chỗ ở, hay thôi giờ em xuống ở với anh luôn đi. Lúc đó là mới yêu nhau được có một tháng thôi, nhưng mà bây giờ không có chỗ ở, em cũng không biết sao hết. Vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh. Cái đó là cha mẹ phải đồng ý. Đúng thôi. Đúng rồi. Vậy thì trong cái giai đoạn đó có cái gì, cái sự cố gì nó xảy ra không? Có một sự cố lớn. Đâu, kể nghe coi. Lúc nãy Uyên có nhắc tới là hồi đấy em cũng hơi hình ảnh bad boy. Nên là em trong một cái hội nam sinh ở Mỹ, trong một cái lúc là tiệc tùng, thì hôm đấy Uyên cũng tham gia, cũng đang nhảy nhót. Thì đột nhiên có một cái gì đó bay qua từ bên này sang bên kia phòng và đập vào tường, vỡ tan. Thế tất cả mọi người đang hoảng, thì em quay sang nhìn Uyên, em thấy đầu Uyên đang chảy máu dòng như này. Cái gì? Thế em mới hoảng quá. Thế là tất cả mọi người dừng việc tiệc tùng lại và xem là Uyên bị làm sao. Có một cái bạn á, bạn cầm một cái chai rượu không, giống như bạn ấy chơi đánh bóng chày. Cái xong cái chai rượu nó tuột khỏi tay bạn rồi nó đập vô đầu em. Dạ. Nên là nó chảy máu và sau đó em đi khâu 6 mũi lận. Rồi lúc đó là bạn có biết chăm sóc em không hay là... Dạ, ảnh khóc quá trời khóc. Qua ngày hôm sau á, cái mấy bạn khác nói lại là trời ơi, tao không biết là đứa nào khóc nhiều hơn mày hay là thằng Quân. Mấy bạn nói vậy. Nhìn vậy mà mít ướt quá. Nghĩa là cái lúc đấy em mới hiểu được cái cảm giác. Tại vì hôm đấy lúc bọn em đi ngủ thì tự nhiên có một cái người bạn nói là bọn em là chẳng may nó bị chấn thương đầu, là có thể Uyên sẽ ngủ mà không tỉnh dậy. Nên hôm đấy em đi ngủ em rất là buồn và em rất là lo lắng. Và em mới nhận ra được là em sẽ không thể sống thiếu được cái người này. Ôi, giờ nói mà còn xúc động. Nói mà còn xúc động nữa. Cái sự mà cái là cái mong manh giữa cái mất còn á ha. Đúng vậy. Không, cái câu mà giống như là ngủ là không thức dậy á, nó khủng khiếp lắm. Dạ. Rồi sau đó thì có lần nào là có ý định ra riêng nữa không? Dạ cũng có, vẫn đòi ra riêng nữa. Lúc đó là khi là giai đoạn gì? Dạ là cũng qua cái đợt đó rồi. Nhưng mà tại vì vừa mới yêu nhau là dọn vô liền, nên là nhiều khi tụi em nghĩ chứ hay giờ mình dính với nhau hoài, mình có giống như cản trở cái sự phát triển bản thân của mỗi người không. Thì sau khi mà ảnh tốt nghiệp đại học xong á, ảnh tìm được một cái công việc tốt, còn em thì muốn đi học thạc sĩ nữa. Cho nên em mới nói chứ thôi bây giờ mình tách ra ở riêng đi, rồi mỗi đứa là tự lo cái con đường của mình. Thì tụi em mới tách ra ở riêng. Nhưng mà không có chịu nổi. Tụi em ở riêng xong rồi thấy nhớ nhau dữ lắm. Cái tối mà phải đi ngủ một mình á, ảnh gọi điện FaceTime cho em xong anh khóc. Cái gì? Anh khóc ảnh chưa? Phải ngủ một mình. Không có nhớ mày đặt. Tụi em nhớ nhau dữ lắm. Mỗi lần mà ảnh qua ăn cơm xong tới cái đoạn mà ảnh phải lái xe đi về á, là giống như là ôm nhau, không có muốn rời xa nhau vậy đó. Cho nên tụi em ở riêng được có 2 tháng rồi. Cái tụi em dọn lại nữa, sắp lại nữa. Cái người nào mà cho tụi em mướn nhà mệt thì phải chơi nhận. Đúng không? Cái người mà cho mướn nó mệt mỏi quá đi. Rồi nói chung là hai gia đình có ủng hộ hai đứa không? Dạ chuẩn vía là ủng hộ dữ lắm. Quen nhau ngày hôm trước là ngày hôm sau ảnh về ảnh nhắn tin cho ba mẹ là con có bạn gái rồi. Nên là ba mẹ ảnh add friend em trên Facebook. Tụi em tốt nghiệp. Dạ. Rồi sao không tìm việc bên đó mà lại về Việt Nam khởi nghiệp? Dạ tụi em cũng ở lại đi làm ở bên Mỹ một thời gian. Một năm không? Dạ cũng được, em là cũng được 2-3 năm á, còn ảnh là được 1 năm. Rồi xong cuối cùng là đứa nào là người khởi xướng cái việc mà về Việt Nam khởi nghiệp? Dạ chắc là cùng nhau á. Là ảnh là đam mê khởi nghiệp dữ lắm. Cho nên là cả hai đứa tụi em thấy là thôi bây giờ mình đi làm ở Mỹ một thời gian rồi, cái môi trường ở Việt Nam nó cũng trẻ năng động, mình về mình trải nghiệm thử. Nên tụi em cùng nhau về. Bây giờ mình tới cái phần kia đi. Tới cái phần kia nó hấp dẫn lắm. Về ở chung nhà với là có một thời gian ở chung với nhau như vậy rồi. Vậy thì bây giờ tới cái phần khui thật xấu. Đó. Thôi giờ Nguyên trước đi. Dạ. Thấy hiền lành, rất là yêu thương em.
lịch lãm, đẹp trai có tật xấu gì không? Dạ, để đẹp trai được giống vậy là, để đẹp trai được giống vậy là anh vuốt tóc lâu lắm. Vuốt tóc từ trong nhà tắm vô tới phòng ngủ, cứ chỗ nào có cái gương là anh đứng lại. Đừng nói lâu rồi tôi đừng có nói cái chuyện vuốt tóc, anh Thuận anh buồn. Tôi là chỉ có ủi tóc thôi chứ không vuốt. Không ủi nữa, rửa đầu thôi. Sáng là chỉ cần rửa đầu sơ cái là đi. Đúng rồi. Trời, mười mấy năm rồi không có cảm giác vuốt tóc. Bữa nay em vuốt hết thời gian bao lâu nè? Bây giờ em phải cho em cơ hội để em thanh minh. Thôi nói đi nào. Thật ra là em vuốt tóc lâu bởi vì cái quá trình chuẩn bị buổi sáng của em chỉ có mỗi cái công đoạn vuốt tóc thôi. Nhưng mà cái tổng thời gian vuốt tóc của em thật ra nó vẫn nhanh hơn là cái tổng thời gian gọi là chuẩn bị sẵn sàng của Uyên. Hôm nay là em chỉ vuốt hết khoảng 20 đến 30 phút thôi. Trời ơi, thế còn phải kìm nữa là. Nói chung chủ yếu là ảnh rất là từ từ, rất là chill. Cái phong cách của ảnh là như vậy đó. Còn chill. Em là thích ngoài chill rút tóc ra còn chill cái dạ, gì dạ đúng nữa? Rồi thì cứ chill vậy tất cả mọi thứ. Dạ sáng cũng vậy là mở nhạc xong rồi pha cà phê. Đánh đàn không? Dạ biết đánh đàn, đam mê ca hát âm nhạc lắm. Rồi gì nữa nè, ngủ sao ngủ có hay ghét hay là mớ gì không? Trời ơi anh ngáy to dữ lắm anh chị ơi. Cái đó hồi mới yêu nhau á anh đâu có ngáy đâu, sao tự nhiên yêu nhau được mấy năm rồi anh bắt đầu là ngáy, rồi giờ anh cơ ngáy to thay lắm. Đổi đó. Rồi bây giờ em mong muốn Quân thay đổi điều gì? Nói chung là cũng không phải là anh muốn ảnh thay đổi gì hết trơn á, chỉ có cái là bớt vuốt tóc lâu. Bớt chiêu chiêu lại. Rồi tới Quân đó. Về có nhiều chuyện lắm. Yeah. Bây giờ được đọc cái đầu tiên em nói tới là Quân hay phàn nàn nhiều thứ về em đó. Như là tất cả những cái mà Quân vừa mới nói. Chuyện ngủ ngáy thì thật ra em cũng rất là cố gắng, em khắc phục cái điều đó. Em cũng lên mạng em mua đủ thứ rồi dán mũi để nó mở mũi ra. Rồi hôm trước em mới mua cái máy mới là cắm vào mũi đi ngủ. Nhưng mà không được. Trên mạng đúng không? Trên mạng quảng cáo đúng không? Trời ơi không hết, không hết. Không không, anh có luôn nè. Dạ, mua về xong rồi Uyên kêu là không ngáy nhưng mà thở to quá. Đấy, tức là lại vẫn chưa được. Nhưng mà riêng về cái vụ ngủ ngáy hôm trước em vừa phát hiện ra. Em hôm đấy em khó ngủ, thế là em lại ngủ sau Uyên. Thế là Uyên ngủ trước, em lại Uyên đang ngủ thì tự nhiên em thấy Uyên hơi ngáy nhẹ. Thế là em mới suy nghĩ trong đầu chứ. À hóa ra là Uyên cũng ngáy. Nhưng mà có cái này nó lại nghĩa là Uyên vừa mới ngáy xong thì Uyên bắt đầu tỉnh dậy và đẩy em và kêu là anh đừng có ngáy nữa. Thế là em thấy kiểu ôi kiểu hóa ra bao lâu nay là toàn là như thế. Toàn là đúng là xấu đó. Đúng thừa. Đó. Gấp nửa bỏ tay người, gấp ngáy bỏ vô miệng người khác. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi tiếp tục. Thỉnh thoảng hay la em, ví dụ như là lúc mà em chậm quá, em vuốt tóc lâu quá thì hay la em là nhanh lên hay là đi làm cái này cái kia đi. Hoặc là nhiều lúc em muốn thư giãn, chiêu chiêu chậm chậm lại, em lôi đàn ra em đánh. Nhưng mà nghĩa là lúc đấy là mọi người đang, mọi việc đang rất là rảnh, không ai làm việc gì cả. Em lôi đàn em đánh, em vừa mới đánh được vài ba câu thì lại bận, lại kêu em là đi rửa bát hay là đi quét nhà đi. Nên là không muốn em rảnh. Mấy lúc đó là em toàn đang bận làm cái gì xong rồi cần tập trung không mà. Mà ảnh tình tính tàn cái em kêu thấy ồn quá, anh đừng có đánh. Đi rửa chén đi. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ dễ sợ luôn. Rồi sao, đẹp gì có máy chụp ảnh không? Chụp ảnh nhiều, nhưng mà... À, nghĩa là... Thì nó lại quay về cái vụ phàn nàn. Nghĩa là em biết là Uyên thích chụp ảnh và em cũng rất là cố gắng chụp các góc khác nhau rồi cũng đào tạo kỹ năng này kia. Nhưng mà lúc nào cũng bị chê ảnh, chụp ảnh xấu. Không, anh chụp nhiều nhưng mà chụp xấu không à. Trời sao em giống tôi quá vậy? Chỉ có em chụp cho người ta ai cũng đẹp cả. Chỉ có chụp cho vợ em lúc nào cũng vàng nàn. Nói sao ông chụp... Cuộc đời này tôi chưa thấy ai chụp hình cho em mà xấu bằng anh. Thôi lần sau đừng chụp nữa nghe. Mà lúc nào cũng kêu em chụp cho nó. Mà hình như nó là quy luật rồi, tất cả những ông chồng chụp hình cho vợ đều xấu á. Không có đâu, em chụp đẹp lắm luôn á chứ. Bây giờ nói Quân muốn Quân thay đổi cái gì? Thì thật ra cái này em cũng nói nhiều lần và Uyên cũng biết và Uyên cũng cố gắng là đang thay đổi để mà nhẹ nhàng hơn với em và ít la hơn. Tất nhiên là về phía em thì em cũng cố gắng biết những điều mà Uyên không có hài lòng lắm với bản thân em cũng có cố gắng nhanh hơn và ít chậm chiêu chiêu hơn. Em nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều đang theo cái đà phát triển của nó được rồi, em không cần Uyên thay đổi gì hơn nữa. Bây giờ chị lại muốn nghe đờn cơ. Em hôm nay em có bây giờ là muốn nghe đờn, muốn nghe hát đó. Trời ơi Nguyên ơi, Nguyên có muốn nghe bạn ấy hát đúng hôm nay rồi chị... trong không gian này không ạ? Nghĩa là trước khi mà em muốn nói một chút xíu về cái bài hát này là em định là tập bài này để hát tặng Uyên trong đám cưới. Thế nhưng mà cái lần mà em tập em lôi đàn ra chưa kịp tập thì đã bị la đấy. Thế là em không tập nữa, em bỏ. Em đâu có biết cái định đánh như vậy đâu. Em mang đàn lên để em tặng lại cho Uyên. Đúng rồi. Đưa em về nhà, mây trôi chiều ta
Sao trong lòng muốn lối đi này càng thêm xa. Đưa em về nhà, xe đi tạt tà, đi ngang nhà hát múa ly trà. Vị giống như ngày đầu mới yêu, nói ra bao điều nhẹ nhàng cùng phiêu mà trong đầu không một chút nghĩ suy. Về gần tới nơi mà mình đâu nào muốn rời, còn bao điều chưa kịp trao, thôi đành hôm khác đưa em về nhà. Mây trôi chiều tà, thật lòng chỉ muốn lối đi này càng thêm xa. Đưa em về nhà, sẽ đi thật tà. Đèn đỏ ơi nếu, nếu như mà được thì đỏ hết, thêm năm thêm bảy ngã tư. Đưa em về, đưa em về, đưa em về, đưa em về. Baby, nếu mà bây giờ em thấy đang hơi cồn cào, vậy thì ta vòng qua quận 5 để đi ăn đổ tàu. Xong rồi ta vòng vóc ngôi về phòng xa, ta vào trong một chi bên vẫn còn dư thời gian mà. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của em đang đập sau con xe máy. Vì vụ con phố đã qua bao lâu, lòng này cần một cảm giác cứ như lần đầu mới yêu. Nói ra bao điều nhẹ nhàng cùng phiêu mà trong đầu không một chút nghĩ suy. Về gần tới nơi mà mình đâu nào muốn rời, còn bao điều chưa kịp trao, thôi đành hôm khác đưa em về nhà. Mây trôi chiều tà, thật lòng chỉ muốn lối đi này càng thêm xa. Đưa em về nhà, sẽ đi tạt tà. Đèn đỏ ơi nếu, nếu như mà được thì đỏ hết, em đang thêm đầy ngã tư. Hay quá, tình tứ hay quá đi mất rồi. Và bây giờ là coi như là đã đưa về nhà rồi và ở chung luôn rồi. Dạ. Đó, và đi đâu cũng có nhau cả. Cảm ơn, cảm ơn tiết mục vừa rồi. Và nó là rất là ý nghĩa và nhìn thấy được cái sự hạnh phúc không chỉ là ở người hát mà người nghe cũng vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây để chia sẻ câu chuyện và chúc cho các em luôn luôn được hạnh phúc, luôn gặp những cái điều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Em là Nhi, em làm nhân viên văn phòng. Năm nay em 30. 30. Dạ. Thế còn em tên là Hùng, năm nay em 33 tuổi và em đang làm ở công ty kinh đô. Bánh hả? Bánh hả? Bánh kẹo. Chắc có lẽ là cơ duyên là Nhi đi mua bánh rồi gặp Hùng đây đúng không? Em quen anh ấy là do tình cờ trên mạng. Em với ảnh thì đều tạo một tài khoản trên đó, chơi game rồi có cái con ma cắn qua cắn lại, cắn nhầm anh ấy. Thực ra thì cái con ma nó tạo theo đối tính của người đăng ký. Em thì ma đực và dạ em là con ma cái. Con ma cái tên gì? Con ma cái lúc đó tên là Yến Nhi luôn anh. Nhưng mà hai bạn cắn nhau một thời gian bao lâu ở trên mạng thì gặp nhau ngoài đời? Khoảng một tháng. Rồi gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng về vợ mình như thế nào? Hụt hẫng ngay lần đầu gặp mặt nha. Hụt hẫng như điều gì? Giống như bị tụt cảm xúc luôn, tại vì nghe cái tên Yến Nhi này với lại nói chuyện qua điện thoại thì nghĩ là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn dữ lắm. Nhưng mà khi gặp thì mập, chân ngắn không dài như tưởng tượng. Nhưng mà không như mong muốn, tại vì cũng lỡ gặp rồi. Lỡ rồi anh. Lỡ luôn. Nhưng mà Yến Nhi, ấn tượng của em khi mà gặp bạn này có bị lỡ như bạn không? Không, em thì không lỡ. Tại vì trên đó ảnh có ghi rõ là anh vừa lùn vừa mập. Thì em nghĩ là vừa lùn vừa mập thì chắc là cũng không có xinh xắn gì cho em. Đúng rồi, thật thà anh, tôi có sao nói vậy em. Nhưng mà trời ơi, phát hiện ra là chẳng những lùn mập mà còn đen lắm. Đen hơn bây giờ. Trời, đen hơn giờ nhiều. Giờ em mới trắng anh. Thường người ta nói câu á, lỡ thì phải lánh, đúng không? Thì phải bỏ chạy luôn, sao lỡ lại đâm đầu vô. Dù gì mình cũng nam giới lịch sự anh, ai lại bỏ về vậy kỳ quá. Với lại cũng tham gia một cái hội khá là lớn, trên hẹn trưa lúc đó lên đó bêu rếu mình thì làm sao mình quen cô khác được. Em lỡ rồi nhưng mình tiếp chuyện lịch sự luôn. Chị cảm giác là biết là lỡ không như là cái điều mình suy nghĩ, nhưng mà ít ra em phải tìm được ở vợ em một cái điểm gì đó để mà em phóng lao thì em theo lao chứ. Dạ đúng rồi, giờ em nói chuyện cũng dễ thương, cũng thiệt tình cũng được. Tức là bù cái ngoại hình thì có cái tính thật thà. Thì sau đó chia tay về nhà thì bắt đầu lên mạng tiếp tục là nói chuyện và làm quen trên mạng tiếp tục nữa. Yến Nhi với chồng em á thì là lúc mà tỏ tình á thì ai là người tỏ tình đầu tiên? Ảnh là bị em ép tỏ tình á. Bị ép tỏ tình. Tại vì đi chơi hẹn hò thì coi như là hai người ngầm hiểu là yêu nhau rồi. Nhưng mà ảnh chưa nói gì hết. Bỗng một hôm cái chị coi trong công ty em nhỉ, ủa quen với Hùng vậy, nó tỏ tình mày chưa? Hình như chưa chị. Mày không kêu nó tỏ tình lỡ một mốt nó bỏ mày rồi, nó nói tôi chưa tỏ tình mà. Em nhắn tin cho ổng liền á, ủa anh vậy anh tỏ tình em chưa? Cái ủa. Khi mà bị nhắn cái tin đó thì em trả lời sao? Khá là sốc anh, tại vì em không nghĩ là sẽ tỏ tình và cũng không nghĩ là mình phải tỏ tình với người yêu của mình khi mà hai đứa đã ngầm hiểu là quen nhau rồi. Tối hôm đó có đi chơi cũng tỏ tình, tuy nhiên là
có một sự lực ép nhẹ nhẹ. Có sự ép nhẹ đó phải không? Là ý khó chịu là... nhẹ, có chịu không? Là không, cũng khó chịu nhẹ nhẹ. Hai bạn yêu nhau thì bao lâu rồi mới cưới? Tụi em quen nhau khoảng 6 tháng là quyết định cưới. Rồi hai bạn là cứ yêu nhau rồi rồi tới với nhau. Dạ. Tức là năm nay mình lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, cũng 3 năm mấy. 3 năm mấy. 3 năm mấy. Dạ. Lúc lấy xong rồi so với cái lúc mà yêu nhau thì lấy nhau vui hơn hay là lúc yêu vui hơn? Cứ Nhi rồi thì có nhiều cái bất ngờ hơn trước rất là nhiều. Ví dụ? Em cứ nghĩ là Nhi ở nhà sẽ nấu ăn rất là ngon nhưng mà thực tế thì chứng minh nó là ngược lại. Còn một cái điều mà anh muốn hỏi, muốn vợ em ghen anh. Trời. Phải có chuyện em mới ghen, có lửa mới có khói chứ em nói gì. Bữa em tình cờ thì ảnh đòi cho anh mượn cái smartphone của em đi. Em sai lỡ của bác mình bữa đi. Này, thì đổi xui cho ảnh chưa kịp phát nhắn. Em mở ra em coi nào là chúc em ngủ ngon rồi cái này đấy nọ. Em đợi đó, em nói gì hết, đợi cả nhà ngủ hết tối em mới xử. Hỏi mãi không trả lời, em tức là em về phòng đóng cửa lại. Tí nữa nghe gõ cửa qua xin lỗi em, khai thật với em là vậy anh đi massage vậy đó, anh lỡ dạy thì ra đó là dạy. Gái massage chị massage. Gái massage. Thực ra thì thời điểm đó bà xã em đang có em bé nên cũng khá là bức bối trong người. Em cũng không biết tại sao người ta có số điện thoại của em nữa. Cái này thì cũng quan nhẫn rồi sao, điện thoại chứ mình phải cho số người không ta mới biết. Thực sự là em không biết chị, cho anh hỏi nha, cái đó là thói quen của em hay là do là vợ em có bầu, trong lúc mang bầu? Cái đó là lý do anh chứ không phải là thói quen. À lý do đó. Bây giờ còn chưa có con. Cho đến giờ thì em chưa biết, chưa phát hiện chứ không em không dám chắc là không có được. Không, cũng có thể là hết rồi mà cũng có thể là có kinh nghiệm rồi giấu em. Không có thể hết rồi. Bữa xui cho em sao em đổi điện thoại chi vậy? Cần cái smartphone nó để làm không, gì? Tại vì khi mà đi thị trường với nhân viên thì em cần cái smartphone để chụp cái hình ở những cái cơ sở kinh doanh của khách. Thì em mới đổi. Xui xẻo mà chưa bình thường thì em xóa hết rồi mà không biết xui sao còn lại. Cái tật xấu của chồng em á, ngoài cái hái hoa mắt bướm nó ra còn gì nữa không? Chị em gọi là cấp cao thủ rồi anh. Kêu là gì ban chủ gì đó cho nó rồi, em cũng không biết nữa đó. Ban ngày đi làm ban đêm về có thời gian chơi game nữa không? Ôm laptop chơi đến 2-3 giờ sáng. Mê game từ lúc mà yêu vợ hay là lấy vợ xong rồi mới mê game? Lúc trước khi cưới vợ thì em đã làm ban chủ rồi. Có khi nào trong thời gian mà em làm ban chủ đó có những lúc em quên luôn vợ? Có thường xuyên. Quên sao? Khi mà em lên phòng để em chuyện mình lấy cái laptop sang chơi game á là em thấy một cái mùi rất là thơm nè. Em nói sao sao bên này phòng thơm quá ta. Thấy treo sẵn cái áo ngủ rồi, cái áo ngủ đó là em cái màu đó em rất thích nữa. Màu gì? Đỏ mà đỏ mưa á, nó mỏng như cái mền vậy đó. Là em thấy là mỏng như cái mền vậy. Mền là sao mỏng như cái mền anh chứ? Em cái von đúng rồi, mặt như hốc mặt vậy đó. Phải, nhưng mà thôi sắp đến giờ chơi game rồi. Sao vậy em? Bữa đó là công thành chị ạ. Công thành là sao? Công thành là qua chiếm thành đó. Vậy đó hả? Có nghĩa là chẳng thà công thành còn hơn là công vợ. Công vợ. Coi nổi giận không? Mà em chờ lâu không? Chắc 12 tiếng mấy, 3 tiếng cũng không thấy. 11, 12 giờ cũng không thấy. Bao nhiêu cảm xúc tục hết rồi. Thành công cốc luôn. Mà em nghĩ sao vậy? Mở mà đem tới miệng mèo rồi mèo còn không chịu là sao? Lúc đó mình đang là ban chủ nữa, sao bỏ đi được? Trách nhiệm của mình mà. Còn bà nói vợ thì còn nhiều đêm. Ở công thành chỉ có một tuần được có đêm, 2 đêm thôi. Tuần có 1 ngày là để chiếm cái thành đó thôi. Dạ đúng rồi. Em là hay chơi game. Vậy thì vợ em có thật xấu vậy? Học đậu cái đoạn đồ của con thì thay ra gom thì 10 món thì gom thiếu 2-3 món. Trên đường đi từ trên lầu xuống dưới nhà thì nó rớt vương vãi. Mỗi lần em bực con hay là vui? Lúc đầu thì cũng cười vui vui, nghĩ là tối nay có chuyện hai chồng nói rồi. Riết thì cũng bực với chị, tại vì ông bà nội thì người gốc Bắc cũng khó tính. Cho nên con dâu mà đoạn quá thì còn không được. Còn cái gì nữa không? Hay chụp mũ em cái vụ mà đàn ông với phụ nữ lắm. Là sao? Hay ghen cái chị. Vẫn còn ghen hả cưng? Cứ đi 9-10 giờ mới về. Thì đương nhiên mình phải ghen thôi. Em nói sao chồng em đi 9-10 giờ mới về. Vậy là em còn diễm phúc đó. Chứ còn cái chuyện mà 11-12 giờ đêm là bình thường. Em thấy giờ đó khách hàng nào làm giờ? Chỉ có mấy khách hàng phim mới làm thôi. Sao chị cười vậy? Tại vì vậy nè, chị tưởng là cỡ phải qua cái giờ đó em mới về. Thì là ghen là đúng rồi. Nhưng mà còn nếu như lời em nói 9-10 giờ thì cái giới hạn đó còn cho phép được. Bây giờ này chị hỏi nè, cái điều mà em muốn nhất ở vợ em á, thì em muốn vợ em làm gì? Bớt khẩu đậu đi một chút, nấu ăn ngon tí nữa. Có mong muốn điều gì khác đâu? Nếu như được nữa thì chăm sóc cho mình ta đẹp hơn. Chắc là em thích nhìn gái đẹp đúng không? Anh thích nhìn gái đẹp không? Thích chứ, gái đẹp cũng vậy thôi. Không được, cái đẹp ai mà không thích nhìn. Đúng dạ. Trời, chị còn thích nhìn con gái đẹp nữa mà. Thế còn em? Nếu như em mong muốn chồng em thay đổi? Em mong ảnh nghĩ luôn cái game là em mừng nhất. Bỏ hẳn game mà chuyển qua chơi gì? Phải chơi chơi với con. Chơi với con còn phải chơi với vợ nữa chứ, trời, đâu có được. Đúng không? Chơi với vợ có chị. Ở đây người ta nói cả nghĩa đen với nghĩa bóng đó nha. Dạ.
tối có thời gian mà hai vợ chồng tâm sự với nhau để mà em muốn cái gì à, anh muốn em sao các thứ, phải có cái thời gian đó chứ còn không thì hai vợ chồng giống như hai người bạn trong căn nhà thôi, không phải là riêng với gia đình em đâu, gần như nó là một cái tình trạng chung của tất cả các cặp vợ chồng ở cái thời đại gọi là công nghệ phát triển đó, coi như mỗi người ôm một cái cõi riêng của mình, gọi là cái cõi ảo đó. Bắt chồng em bỏ hẳn bỏ không nổi đâu, nhưng mà em chia bớt cái thời gian đó cho vợ em. Đừng có chỉ là mình nghĩ mình trả bài xong, mình nghĩa vụ xong là xong, không có đâu. Thực ra thì người phụ nữ nhiều khi người ta không cần cái đó nữa, người ta cần cái khác, cần cái sự sẻ chia nhiều hơn. Em cũng rất là cảm ơn chương trình, tại vì từ lúc vợ em đăng ký chương trình đến giờ thì hai vợ chồng có nhiều thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn. Còn một điều anh muốn nhắn nhủ với em là thường là phụ nữ sau khi sinh con rồi thì thân hình sẽ nảy nở hơn chút xíu, mà nhất là với đàn ông chồng của em cũng giống như anh, nói chung là đàn ông ai cũng thích cái đẹp. Đôi khi mình lo công việc, mình lo con cái, mà đôi khi mình quên chăm sóc cái nhan sắc của mình, thì đôi khi nó cũng dễ dẫn đến cái chuyện là ông này ông lén phén. Thì bây giờ thử về tập thể dục đi, cho body mình nó săn chắc là nó đẹp, để quyến rũ ông này thì chắc chắn sẽ tuyệt vời với mình hơn. Xin cảm ơn các bạn. Chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi em ngồi đi, em cứ ngồi đi, cứ thoải mái. Rồi sao em tên gì? Tên Mai Văn Trung. Quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Bình Định. Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu không? Đi xíu hả? Dạ. Chào mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi. Quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đoán nữa, đây anh tài xế. Này. Tài xế. Tài xế chắc là đi đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc rồi về gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Không, dính đâu. Không dính. Em là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được lắm. Chị phải dẫn ra là Mai. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp thật đẹp của mình được không ạ? Đó rồi. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà và kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi cố gắng chị anh ơi, thôi chị đi ra ngoài đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà con gái, không được. Vậy đó hả? Có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Đúng không? Được. Chứ sao được, quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè, không nói chuyện hay là... nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình được. Đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì? Hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em đọc anh em thấy sao? Dạ gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À thấy cái mông to à? Dạ. Một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy. Dạ khoái. Khoái. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là cái bờ mông với tấm lưng là. Đó, tại vì liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi cơ. Xoay một vòng cho anh coi. Xoay ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay qua đây. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, 7 tháng chăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó về ra đi đêm sâu ra tiếp. Ra tiếp nữa. Dạ. Là sao? Em nói chậm thôi. Tức là đi sâu ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sẵn vô nói chuyện mình luôn. Đi uống phơ. Xin ba mẹ đi uống phơ. À cái gì? Là uống cà phơ. Uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Dạ. Cứ qua nhà là rủ uống cà phê rồi đi uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là cách đó cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày?
Một ngày ạ? Một ngày. Là bữa sau ngày hôm sau là đi cà phê uống cà phê là với ông anh. À rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi, đi hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. Hiểu không? Nhưng mà đi là ông anh bảo kê. Ghê. Rồi tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Hai đứa vô quán. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Với mùi cười, với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống, dê. Không dạ. Giống cái ông trước. Ờ không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ cho tới ngày cưới dạ. Luôn. Dạ. Mà khi về là đùi ra đùi. Khi về là đùi. Đi ra giữa đường á. À là có nghĩa là sao cái bữa đó đâu? Sao cái bữa đó luôn? Lại đùi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đặt đâm chi mà đâm chi. Mấy ngày sau là đi chơi quen rồi là anh ngồi trước anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đuổi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Dạ. Lái xe xong rồi là hiện tại đó, hiện tại đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không. Nhột mà thích nha. Dạ. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn cứ đi tay lái là người ta đi cầm tay rồi. Cứ ra đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà. Chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng. Là đã đính hôn rồi. Dạ. 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 Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai đồng ý hết, hai vui vẻ chắc cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Trăm mấy. Mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi ra mà, đi ra mà. Giờ cho xem một tối gì ở đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo, mấy Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không biết nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết, chậm chứ là mình là vợ lên. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ người dễ ta gặp không ai cái vô chat đó bấm vô cái nói được rồi cái đó. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Cái giá cái điện đúng không? Đúng không? Mới lâu mới ngủ luôn. Ôi vậy đó. Mới chừng nào ngủ nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm mà không gọi là khó ngủ lắm bây giờ ngủ. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái để, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau qua Zalo. Vậy mà bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Là làm giọng. Như là quen hơi đó, quen hơi, quen giọng, quen hơi, quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Là về phải điện à, chứ không điện không được. Chồng thì lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì hả? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi, tao đéo nghe.
cưng quá. Đó sao thật thà. Thật thà vậy sao? Mặc dù chồng hơn em đó 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là dạ. Trời ơi, tao không cần. Tao nhận. Dạ. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chắc cha nhớ quá. Cũng gọi là tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em, dạ. Em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Và khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy thì sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi, tôi đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Nhưng mà tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Rồi. Tìm hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Thôi cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8 giờ, 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ, cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. À, có bị vụng về gì không? Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu em tiên là đầu tiên mà. Luôn. Dạ. Bé vợ là, nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Không. Dạ không. Vậy hả? Không có vui trời quá rồi, nghĩ vui quá mà. À, rồi bây giờ là coi như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chàng nói trước. Thật sự. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính lắm. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bụng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trợn mắt lên. Trợn mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình dìa lại. À, mình ra ngoài chút rồi mình dìa. Nóng tính mà. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Em ra không cắt. Ừ. À. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi, còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. À, hay quên, hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đâu con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại. Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, chơi, coi Facebook rồi coi. Này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm chuyện kia bán thoại là làm, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Làm không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó, nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước mình là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cô em cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Dạ. Cũng được. Rồi giờ tới em đó, ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được, dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều được. Uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Ừ. Mà buổi sáng là rất tốt.
buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không, để chỉ cho, để chị chỉ tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống một ly cà phê, ok? Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ, rồi nha, rồi sao nữa nè? Ờ, tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng, nó anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm. Cứ quét lại gườm. Ừ. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Yeah. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi, đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Yeah. Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? À, tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều. Với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Ờ. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Dạ. Rồi. Thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Dạ. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, đã bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi. Mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Tắt này. Tắt này. Dạ, có dạy quánh lại không? Không. Sao quánh được? Vợ sao quánh đâu quánh được đúng không? Vợ của vợ quánh. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nha, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ờ. Ghen nhiều lúc mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gườm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có, không có, không có. Ghen mà chối. Dạ. Đúng không? Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á. Thì anh nói, thằng nào à? Thằng nào? Ừ, thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa, ghen hả? Anh cứ trở qua chuyện. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu đường phải thật xấu tốt, đâu. Đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mong lên. Chà, liên thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó. Lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Không mà tiêu hóa tốt hàng chi nó ốm. Dạ, thiệt mà nó mới cả. Xả ra mới ốm được. À, rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông xả bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm ạ. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng là hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bất chơi game lo việc là nhà. Kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game quá không tốt. Nhiều khi mấy anh nhà nó chơi game quá. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi tức là mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắt hột quá đúng không? Dạ, nó cứ bị sốt mắt cho nên là nó mắt hột đau. Bị cườm á phải không? Vậy dạ. Thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Dạ. Nghe em. Này đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Dạ. 3 tháng hả? Dạ, gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu nghe. Dạ, con trai con gái gì cũng được. Đúng rồi. Bây giờ có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ á, sẽ là chơi học chữ tối á, bắt chồng ngồi bắt đầu á, luyện chữ. Dạ. Chi biết không, mốt á, con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho dạ. Mình đỡ cực, hiểu dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt, dồn bắt ổng.
hiểu không? Dạ. Rồi ông bớt lèm bèm đi, ông bớt nóng tính đi này kia kia nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều nguy hiểm lắm á. Rất dạ, nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn à. Ừ. Đó, cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, yeah, chúc okay. Hạnh phúc nha. Yeah. Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con vui. Dạ yeah, vâng rồi, ạ. Rồi.